Chương trình này được bảo trợ bởi Smile Again Dental Center 714 248 -9883. Gọi ngay Mango Tours 866 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy 888 880 Cảm quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Thưa quý vị, cái tuần này là tuần Memory Day thì ở trên San Francisco đi. Thưa quý vị, khi mà đi lên San Francisco, nói vậy cho ai cũng nói là Chinatown không sạch sẽ. Đồ ăn thì đa số là đồ của Trung Quốc, của Chinese không nhưng mà cũng rất là ngon. Nhưng mà hầu như ai đi lên San Francisco, cái điều đầu tiên là người ta đi đến Chinatown. Tại vì đó là một trong những cái trung tâm rất là lớn. để cho những người Á đồ ăn, thức uống Và có những cái sự kiện nó rất là hay Thì cuối tuần này ở trên san francisco hiện tại bây giờ là mỗi cuối tuần để mà kỷ niệm kỷ niệm cái ngày mà di sản của người mỹ gốc á thái bình dương đó thưa quý vị thì mỗi tuần thì họ có những cái event rất là lớn mà cái lý do họ làm những cái sự kiện như vậy là để thu hút khách du lịch tới để cho những cái kinh doanh những cái nhà hàng những cái nơi buôn bán ở china town hoạt động tốt hơn thì cuối tuần này nếu mà quý vị lên san francisco chơi mà ai có lên san francisco chơi thì tới china town có những cái sự kiện sau đây những cái sự kiện này đã được lên kế hoạch cho mỗi tuần để bảo đảm mọi người biết rằng cái phố tàu cộng đồng người mỹ gốc á của chúng ta mở cửa kinh doanh và sức mạnh cái kinh tế của nó và thu hút nhiều người tới nơi một số khu vực như là khố tàu với các hoạt động tổ chức của cái tháng di sản uh, của người dân đảo Thái Bình Dương. Năm nay thì trong đó có APA Heritage Foundation họ cho biết rằng họ sẽ có rất là nhiều những cái chương trình những cái event vào cuối tuần hôm nay. Họ sẽ dành một số họ phải đóng cửa một cái nhà một cái số nhà của người dân ở một cái khu đường để mà họ có những cái diễn hành và biểu những cái những cái event và những cái diễn hành ở trên đó. Và thứ bảy hàng tuần cái sự kiện đã được diễn ra ở phố tàu, trong đó có những cái food course có nghĩa là quý vị có thể nếm thức ăn, đi ăn và có những nhà hàng và những thức ăn rất là mới lạ do những cái công ty business họ sponsor và các nhà lãnh đạo cộng đồng hồi hôm thứ tư họ nói rằng vào cuối tuần này những cái lễ hội chợ chắc là sức khỏe lễ hội văn hóa của khu tàu sẽ được diễn ra rất là nhiều vào cuối à, vào cuối tuần này. Vào cái cuối tháng này nếu mà quý vị đi lên đó thì nhớ lên xem và cuộc diễu hành này thu hút rất là nhiều người và có nhiều cái nền văn hóa khác nhau ở tại phố tàu không phải là của Chinese của Trung Quốc không mà của tất cả những cái cộng đồng người Á sống ở trên đó khi tháng di sản aapi là thời điểm để ăn mừng thì các cộng đồng những người đây họ đã đem đồ ăn tới để cho quý vị thử và có thể mua đồ ăn và ủng hộ những cái business ở đó và bên cạnh đó cũng có múa lân nữa thưa quý vị và các lễ hội cuối tuần này sẽ diễn ra vào bắt đầu vào tối thứ sáu và trở lại vào tới khuya của đêm phố tàu và hàng chục doanh nghiệp sẽ tham gia cái dự kiện sẽ thu hút và rất là đông người để đi tới xem cái những sự kiện này nên quý vị nhớ tới xem lên đó đi chơi thì nhớ tới xem để thử những cái loại thức ăn và của tất cả mọi miền ở khu phố tàu. Dạ vâng thế chứ quý vị thấy là thái nó đâu có sai đâu tuần trước chị cũng đưa thông tin về San Francisco ở tuần này chị cũng đưa tiếp thông tin về San Francisco có nghĩa là không thể nào mà chị phủ nhận được là chị không có người tình hoặc là bạn Trời trai ơi. hoặc là bất kỳ một cái người nào đó ở San Francisco Thôi lúc nào chị cũng tìm hiểu thông tin theo dõi người ta sao cái địa bàn người ta Cho nó như thế nào để Trời mà ơi. đưa những thông tin ghê thật chứ Lê, Lê Thái Lê có có thật là mỗi lần mà nói về tin mà nước nào nhiều có nghĩa là có người yêu ở đó đó thưa quý vị à, đây là cái tháng di sản văn hóa AM. API thưa quý vị, uh, chúng ta gọi tắt nó là cái chữ mà American Asian American uh, Pacific Islander uh -huh. thì đây là tháng năm là nó sẽ kết thúc, nó sẽ kết thúc cái tháng này thành ra là quý vị nào chúng ta có biết những cái event mà chúng tôi hay đưa tin đó thì có thể chúng ta tham gia ở nhiều cái vùng miền ở San Diego cũng có, ở San Francisco cũng có và ở vùng Orange County của chúng ta cũng có rất là nhiều thưa quý vị. Uh, khi mà quý vị hay là Lê Thái là tất cả mọi người chúng ta nói đến những cái loại cá da trơn thì có cá ở đây cũng có rồi có những loài cá tra nhưng mà có một loài đặc biệt là cá trê thưa quý vị thì đặc biệt con cá trê mà chúng ta thấy ở việt nam nó hoàn toàn nó khác với lại cái con cá trê ở bên hoa kỳ Lê Thái đã từng thấy có những con cái cá trê mà khi người ta câu được ở những cái vùng sông lớn ở Hoa Kỳ rồi. Thật ra cái, cái cái cách về cái cấu tạo, cái cấu trúc của nó, hình ảnh của nó, màu sắc của nó hơi na ná, ná thôi nhưng mà thật sự là nó cũng khác xa rất là nhiều so với cá trê ở Việt Nam. Và hiện nay thưa quý vị, con cá trê mà quý vị thấy trên màn ảnh đó, đó là loại cá trê đầu bẹt hay chúng ta gọi là đầu dẹt. À, tên khoa học của nó là Pylodictis olivaris đây là một trong những cái loài quái vật sông phàm ăn mà hiện nay á, thì thú vị cái tốc độ sinh trưởng và nó đẻ rất là nhiều và cơ thể của những cái con này nó nặng hơn 55 79 kg có nghĩa là gần nặng hơn là 56 kg dài hơn 1 mét rưỡi có con dài đến 2 m và lối sống đơn độc của chúng khiến chúng rất là khó bắt hơn những cái loại cá trê khác và đây là cái loại cá trê đang xâm hại cái hệ đe, cái hệ à, đe dọa cái hệ sinh thái của Hoa Kỳ chúng ta cá trê đầu bẹt thưa quý vị nó thường săn mồi theo kiểu là phục kích vào ban đêm và nó thường ẩn nấp và chờ con mồi đi qua để mà tấn công và khi mà con cá trê đầu bẹt này nó bơi xa khỏi những cái vùng nước bẩn á, bản xứ thì nó sẵn sàng ăn mọi loài động vật nào mà nó có thể là bơi qua mặt nó và chúng ta đang tìm cách bảo tồn thì những cái con cá trê thì nó lại tìm cách nó ăn. Và sông Mississippi và ven vịnh Mexico là nơi sinh sống của loài bản xứ này, cá trê đầu bẹt. Từ những năm 1950 thưa quý vị thì những cái con này được giới thiệu cho những cái người dân ngư dân ở cái vùng miền Tây của nước Mỹ và được đưa vào những cái hệ thống sông ngòi dọc theo cái vùng ven biển của Đại Tây Dương. Đến năm 2023 đó thì thống đốc bang Maryland Ông kêu gọi chính phủ liên bang tuyên bố sự mở rộng vài về các loại cá mà xâm hại à, từ của tất cả các tiểu bang, bao gồm là có cá trê đầu dẹt này. Đây là một cái thảm họa ngư nghiệp của vùng sông ngòi tại vịnh Chesapeake ở Hoa Kỳ. Và theo nhà sinh vật học là ông Joe L. Fleming ở cơ quan tài nguyên thiên nhiên ở bang Georgia đó, ông nói, các loại cá trê này sẽ là một trong những động vật săn mồi đầu bản ở mọi hệ thống mà có thể nó phát triển thành một cái quần thể rất lớn và sẽ ăn bất cứ thứ gì vừa miệng chúng khi mà bơi qua. Và một trong những cái yếu tố chính giúp cá trê đầu bẹt lan trọng và và nó sinh sôi nảy nở nhiều đó là cái tính mắng đẻ, có nghĩa là nó đẻ sai của con này. Tùy theo kích thước nha quý vị, một số cái con cái có thể là đẻ trung bình 100.000 quả trứng mỗi lứa. Những quả trứng đó được bảo vệ bởi con đực cho đến khi mà nở sâu hơn một tuần. Rồi cái con non nó sẽ bắt đầu ăn cá sống sau khi đạt chiều dài khoảng 10cm. Và nếu cá trê tự do phát triển, nó có thể nó tàn sát cái động vật bản xứ trong khoảng 30 năm sắp tới. Và cái tiềm năng gây hại cho hệ sinh thái bản xứ của nó thì nó thúc đẩy các nhà chức trách của những cái tiểu bang người ta đang khuyến khích ngư dân báo cáo và săn bắt bất kỳ cái con cá trê đầu bẹt nào mà chúng ta câu được, chúng ta bắt được thì chúng ta thay vì chúng ta thả nó xuống nước thì phải tiêu diệt ngay hoặc đem về nhà ăn. Ừ. Nói đến cá trê thì rất là nhiều có món ngon từ cá trê, trong Đế. đó thì em thích cá trê vàng hồi xưa ở Việt Nam của mình chiên giòn mà chúng ta chan mắm gừng lên chúng ta ăn với cơm nóng cũng ngon hoặc là quý vị bà bào nó ra giống như là cái 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 thịt cá 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 thác lát này đó sau ừ. xong chúng ta chiên xù lên chúng ta ăn với gỏi đu đủ chúng ta có cà pháo có có cà chua rồi có đậu rồng có đậu đủ rất là ngon hoặc là có cái là cá trê kho tộ mà có cái trứng của nó trong đó chúng ta ăn cơm nóng <laughs> có đó là cái món đặc biệt của miền nam bộ của chúng ta thèm cá trê vàng lắm quý vị mà không có bán cá chê vàng cá chê à. đây toàn cá chê phi không cá chê đen không mà ha cá chê đen cá trê phi dạ. không vị Cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay lại tới của cầu Golden Gate ở San Francisco. <laughs> Lê Thái làm gì không dám nói về những cái bản tin của San do, Francisco. Nói chưa, biết Lê Thái chọc tôi thưa quý vị. Nhưng mà có điều là từ San Francisco là một thành phố đẹp mà cũng gần của California, phải không quý vị? Nhưng mà hiện tại gần đây ở trên nó có nhiều tin tức quá thưa quý vị. Tại Nhi Huyền đưa tới chứ không phải là vì đi uh, stock ai ở trên. <laughs> thưa quý vị, thì gần đây quý vị cũng biết rằng cái cầu Golden Gate là một trong những cái cầu rất là nổi tiếng nhưng mà nước ở dưới đó lạnh kinh khủng phẩm thưa quý vị nước lạnh mà có ai có dục quý vị nghĩ mà đê thái hay bất cứ ai có nghĩ rằng là mình nhảy xuống đó mình bơi từ đây từ 26 29.6 dặm thưa quý vị bơi qua cái đảo ở phía bên kia là Farallon ở bên cái từ cái cầu Golden Gate thì những người phụ nữ ngày hôm nay trong cái cuộc thi của marathon bà ta 55 tuổi bà ta đã bơi liên tục thưa quý vị 26 chấm à, 29.6 dặm qua một cái đảo gọi là Farallon đó là một trong cái đảo qua bên, bên, đi qua rất là xa thưa quý vị 29.6 dặm là mình đi chạy cũng rất là đã xa rồi hốn hồi chi là bơi mà cô ta bơi liên tục như vậy thưa quý vị đó là một trong những cái đặc kỷ luật đầu tiên mà chưa kể nữa đầu tiên như nghĩ là cô ta nhảy xuống mà bơi như vậy mà cái nước nó quá lành cái nhiệt độ nó cho dù là mùa hè em mùa gì mà nhất là San Francisco nữa Tuy nhiên là sẽ mặc cái bộ hoặc là cái 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 áo sweat suit hay là gì không thưa quý vị chỉ có bathing suit và mặc như vậy thôi và cô ta đã bơi. Nếu mà quý vị đi lên ở trên uh, YouTube á vào hoặc trên cái bản news của nó thì quý vị sẽ thấy là uh, vào buổi sáng sớm 5 giờ rưỡi sáng uh, cô ta đã nhảy xuống cái cầu Golden Gate và bơi cho tới 8 rưỡi tối của ngày hôm sau 17 tiếng đồng hồ thưa quý vị và 11 giờ người ta gọi là 8 giờ 31 tối mới tới cái đảo Farallon là 17 giờ 3 phút 11 giây. Chính xác là như vậy. Đã bơi qua tới nơi thì dĩ nhiên cũng có máy bay, có tất cả mọi người. Có đèn pha trên ấy mọi người đi theo cô ta. Rất là nhiều lúc cô ta bơi thì có có đèn pha, có thuyền, có mọi thứ để có mà chạy theo. Có người cấp cứu và đưa nước, cho uh, có dần một chút để mà đưa nước để cho cô ta uống. Mà cô ta đã đạt được kỷ luật 29.6 thưa quý vị dặm. 17 tiếng đồng hồ để bơi qua tới cái đảo Faro bên kia. Wow. Như mình 55 bơi, tuổi. Như mình là bơi 3 ngày nổi lên. Vẫn <laughs> <laughs> nổi. À, quý vị và mình, chúng tôi sẽ quay trở lại xong vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài.